Viên uống chống rụng tóc Natron Biotin Beauty 5000mg là thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện hiệu quả tình trạng rụng tóc, gãy tóc, xơ rối tóc, giúp tóc luôn dày, óng mượt và giảm tình trạng bong ra tay chân. Cung cấp biotin để giúp nuôi dưỡng và làm chắc khỏe tóc và móng tay, giúp cho da mịn màng và sáng bóng, giảm vết sạm, vết nhăn và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Đối tượng sử dụng viên uống chống rụng tóc Natron Biotin Beauty 5000mg, người tóc thưa phải bổ sung vitamin H để tránh rụng tóc, người bị stress nhiều, lo lắng, khó ngủ, ăn uống không khoa học, nhuộm tóc, làm tóc xoăn nhiều lần, người uống thuốc kháng sinh và sulfamide mỗi ngày phải uống thêm 25mg vitamin H. Phụ nữ trong thời gian mang thai sẽ mất đi rất nhiều vitamin H cho nên phải bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ. Người hay ăn trứng gà sống và uống rượu phải bổ sung vitamin H. Thiếu hụt biotin nghiêm trọng dẫn đến bồn chồn, lo lắng, mệt mỏi, biếng ăn, buồn nôn, trầm cảm và hoang tưởng, tóc mỏng yếu dễ rụng, móng tay mềm, phát ban có vảy màu đỏ, đặc biệt là xung quanh mắt, mũi và miệng. Tất cả những triệu chứng này đều phục hồi hoàn toàn nếu uống biotin đều đặn mỗi ngày. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline 0333459596. Húp Beauty trân trọng cảm ơn.